Sao bằng nhập xin chào các bác nhé. Em lên sóng giới thiệu các bác ba cái cây nớt của Nhật xịn các bác nhé, của hãng Aqua Clara này. Ba cái cây này thì nó sản xuất cho thị trường Nhật tiêu chuẩn nội địa, rất là dày dặn. Hiện nay trên thị trường nó bán rất là nhiều các cây nhái Nhật các bác nhé, các bác lưu ý nhé. Đây là cái cây này, nó là em đảm bảo nó là chuẩn nhé, nhiều cái hàng Trung Quốc cứ nhái. Cái này điện 100V, cái tôn nó rất là dày các bạn này, cực dày cứng cáp nhé, rất là chắc chắn. Thường các cái cây Nhật ấy nó làm rất là đơn giản thôi, lành bền, dạng cơ rất là bền, không có gì để hỏng, siêu bền luôn, chạy lốc cực êm, lốc siêu êm luôn, chạy bằng dàn bằng lốc mà, kích thước rất đẹp nhé, chắc chắn dày dặn, dàn toàn bộ dàn, thiết kế của nó rất là êm. Dây tiếp đất này, nói chung là nhìn cái đồ Nhật cái thì biết ngay ạ. Để thông số nó đây các bác nhé, điện 100V này, làm lạnh 105W, đun nóng 465W. Đây này, sản xuất tại Hàn Quốc các bác nhé, sản xuất tại Hàn Quốc, để xuất về thị trường Nhật nhé. Tức là cái nhà máy của cái cây nước này này nó đặt ở Hàn Quốc, để thì nó bắt buộc nó phải ghi ở Hàn Quốc, đặt ở Trung Quốc thì phải ghi Trung Quốc nhé. Đấy là các cái điều cơ bản thôi, bác nào chưa nắm được thì các bác tìm hiểu thêm. Đặt ở Việt Nam thì phải ghi Việt Nam, đặt Thái Lan thì phải ghi Thái Lan. Đấy. Nhưng mà xuất về thị trường nào thì nó là hàng của thị trường đấy. Đấy. Cây này nó xuất về thị trường nội địa thì nó là của hàng nội địa. Chạy cực êm luôn, không nghe tiếng lợn, không nghe tiếng của lốc kêu. Làm lạnh nhanh, bình nóng to. Độ lạnh, độ nóng, độ lạnh rất là sâu, độ lạnh nóng thì cao nhé. Ở đây em có 3 cây, một cái cây này này. Nếu hôm trước là em test thì em quên không đổ nước vào cho nên nó bị hỏng mất cái phần nóng, chỉ còn chạy lạnh thôi. Cái bình nóng của nó, tức là bình test mình không đổ nước vào trong, thế là nó bị hỏng một cái máy so trong. Đấy, trên cái cây này em bán cho các bác là 1,5 triệu nhé. Cây này các bác nào chỉ dùng lạnh thôi nhé, tất cả mọi thứ hoạt động bình thường. Cái nóng nó ngắt một cái máy so rồi, khác cái cầu chì nhiệt trước gì trong đấy nó ngắt rồi. Đã để là bây giờ bật nóng là nó không lên, chứ là em không sửa, không tháo. Đây, bán nguyên cho các bác 1,5 triệu thì các bác chỉ dùng lạnh nhé. Còn hai cái cây này hoàn hảo, các thứ số 1, số 2, số 3 nhé, em bán 2,6 triệu. Các bác lưu ý là hai ba cái cây này đều sử dụng điện 100V nhé. Đây, hàng Nhật xịn đẹp. Đây, điện 100V. Bảo hành 6 tháng cho các bác. Các bác nào lấy các bác lôi nhé. Chào các bác.